sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home. Xin kính chào tất cả quý vị trên live kênh YouTube của Mark Home. Tôi là Nhật An và ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những vấn đề liên quan đến việc kiến trúc và xây dựng. Quả thật thì khi mà chúng ta bắt tay vào việc thiết kế và thi công một ngôi nhà đó quý vị thì có rất là nhiều vấn đề để chúng ta phải quan tâm đúng không nào? Như là ngôi nhà đó chúng ta nên xử lý cái loại mái gì, phong cách gì hay là loại móng gì để phù hợp với căn nhà của mình. Và một vấn đề nữa mà em nghĩ nó cũng rất quyết định đến gọi là tính thẩm mỹ của căn nhà, đó chính là về vấn đề sơn. Tuy nhiên sơn thì nó bên cạnh cái thẩm mỹ ha, thì không biết là quý vị đã biết chưa, sơn nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cả phong thủy của gia đình nữa. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Nhật An tìm hiểu, đó chính là chuyên đề sơn nhà theo phong thủy để rước tài lộc. Và về chuyên đề này thì Nhật An sẽ chia ra làm hai vấn đề chính mà chúng ta phải quan tâm khi mà chúng ta tìm hiểu về sơn và phong thủy. Thứ nhất đó chính là chọn màu sơn theo hướng nhà, và thứ hai là sơn nhà theo cung mệnh dựa trên năm sinh của gia chủ. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chuyên mục, đó chính là chọn màu sơn theo hướng nhà. Trong quan điểm phong thủy, hướng nhà rất quan trọng và còn mang nhiều ý nghĩa khác nhau, nên lựa chọn màu sơn hợp với hướng nhà cũng cần được quan tâm. Cụ thể, sơn màu xanh hợp với hướng đông, màu sữa hoặc trắng hợp với hướng tây, màu hồng đỏ hợp hướng nam và sơn màu xanh dương xám ghi hợp với hướng bắc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên chọn màu sơn nhà theo hướng hài hòa với đặc điểm khí hậu. Với màu sơn trắng, sữa, xanh da trời, xanh lá cây, rất phù hợp với mẫu nhà hướng tây hoặc tây bắc. Đối với nhà hướng bắc hoặc đông bắc, màu sơn ấm và sáng là một lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, nếu nhà quý vị ở hướng tây hoặc đông nam và tây nam thì rất tốt vì quý vị có thể tự do chọn màu sơn theo ý muốn, bởi đây là các hướng có khí hậu thuận. Cụ thể thì giờ An sẽ ví dụ cho quý vị hiểu rõ hơn nhé. An ví dụ là ngôi nhà của chúng ta là một ngôi nhà hướng đông đi, thì quý vị nên chọn sơn nhà là màu xanh. Còn nếu như là quý vị là ngôi nhà của mình là ở hướng tây thì quý vị nên chọn sơn màu trắng hoặc là màu sữa. Còn nếu như ngôi nhà quý vị là hướng nam thì quý vị nên chọn sơn màu đỏ hoặc hồng. Nếu ngôi nhà quý vị là hướng bắc, chúng ta nên chọn sơn màu ghi, xám và xanh dương. Ngoài ra, màu sơn cũng nên hài hòa với khí hậu. Đó chính là với nhà hướng nam, tây nam, đông nam, hướng này khí hậu thuận nên gia chủ hãy tự do chọn màu theo ý thích. Với nhà hướng bắc, đông bắc, chọn màu sơn sáng, ấm áp. Với nhà hướng tây, tây bắc, chọn màu sơn mát, lạnh, chẳng hạn như sữa, trắng, xanh da trời, xanh lá cây. Thật sự đây cũng là cái yếu tố mà em nghĩ là với nhiều gia chủ thì chúng ta cũng nên quan tâm nhé. Bởi vì có nhiều cái hướng nhà đó quý vị, thì ngôi nhà chúng ta nếu như hướng nào nó cũng đặt ở một cái vị trí thuận lợi, mát mẻ thì cái màu sơn nó dễ chịu rồi. Nhưng mà có những khu vực, ví dụ là nó hơi nóng một chút xíu thì chúng ta cũng nên lựa chọn cái màu sơn đó để nó hài hòa hơn. Nếu mà khu vực nó đã nóng rồi mà chúng ta lại chọn thêm một cái màu sơn nóng nữa thì nó lại khiến ngôi nhà chúng ta lại quá oi bức đúng không nào? Cho nên là quý vị cũng lưu ý giúp em vấn đề này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với mục số 2, chính là sơn nhà theo cung mệnh dựa trên năm sinh của gia chủ. Quả thực thì mỗi chúng ta đều có cái ngày sinh tương ứng với năm sinh cũng như là một cái cung mệnh khác nhau. Cho nên là về cái vấn đề sơn cũng vậy quý vị, chúng ta có thể lựa chọn dựa vào năm sinh của mình. Thì dựa vào tuổi của gia chủ, chúng ta có năm bản mệnh tương ứng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm bản mệnh này có mối quan hệ tương sinh, tương khắc lẫn nhau. Nhóm ngũ hành tương sinh là những yếu tố tương trợ, đó là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và ngược lại thổ lại sinh kim. Còn nhóm ngũ hành tương khắc là những yếu tố đối lập, bài trừ nhằm hạn chế sự phát triển của nhau, đó chính là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa và hỏa khắc kim. Cho nên là với yếu tố tương sinh và tương khắc như thế này thì quý vị thật sự chúng ta phải cân nhắc để xem là chúng ta lựa chọn cái màu sắc đó nó có tốt cho gia đình của mình hay không, nó có tốt cho tuổi mệnh, vận mệnh của gia đình mình hay không. Đó là yếu tố quý vị phải lưu ý giúp em. Thật sự là nếu mà cái màu nó quá tương khắc với mình thì nó cũng không tốt, không thuận lợi về mặt phong thủy đâu ạ. Và theo phong thủy học, chúng ta cần vận dụng cái yếu tố thuộc nhóm tương sinh, hạn chế các yếu tố thuộc nhóm tương khắc. Đó là điều rất là dễ hiểu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về từng gọi là mệnh khác nhau đối với từng gia chủ nhé.
Đầu tiên đó chính là đối với gia chủ của tuổi mệnh Kim, thì gia chủ mệnh Kim nên chọn sơn trang trí nhà là màu vàng, màu trắng hoặc ánh kim loại. Màu sơn nên chọn là thổ sinh kim, do đó quý vị chọn màu sơn nhà gia chủ mệnh Kim, ưu tiên các màu là màu bạc, màu trắng, màu nâu, màu vàng kim hoặc các màu sắc có ánh kim loại. Còn màu sơn nên tránh đó chính là hỏa khắc kim, vì vậy nên tránh các màu đỏ, hồng khi chọn màu sơn nhà cho gia chủ mệnh Kim. Cho nên là với gia chủ mệnh Kim thì quý vị có thể thấy là chúng ta sẽ có một số màu sắc để lựa chọn cơ bản. Có thể thấy đó chính là màu bạc, màu trắng, màu nâu, màu vàng kim. Thì thật sự những gam màu này cũng đã xuất hiện khá là nhiều trong những ngôi nhà của Mắt Hôn thiết kế rồi quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái nhóm thứ hai, đó chính là đối với gia chủ có tuổi thuộc mệnh Mộc. Thì màu sơn nên chọn đó chính là tông màu xanh lá, luôn là cái tên đầu tiên trong danh sách những cách chọn màu sơn nhà cho gia chủ mệnh Mộc. Hơn nữa thủy sinh mộc, gia chủ mệnh Mộc cũng có thể chọn là các tông màu xanh nước biển nè, xanh đen tương ứng với mệnh thủy để hợp phong thủy của mình. Màu sơn nên tránh là kim khắc mộc, do vậy khi chọn màu sơn nhà gia chủ mệnh Mộc, quý vị nên tránh những tông màu thuộc mệnh kim như trắng, vàng trắng, ánh kim và bạc. Và thật sự thì về cái yếu tố này thì Nhật An phải chia sẻ lại, tức là đôi khi là nó là những cái tông màu nó hợp với mình thôi quý vị, tức là mình nên ưu tiên mình chọn thêm cho nó nhiều thôi, chứ không phải là cả căn nhà chúng ta sơn một màu xanh lá nhé, thì như vậy thì nó lại không đạt được về cái yếu tố thẩm mỹ. Cho nên là chúng ta thêm thắt vào để chúng ta tạo nên cái mỹ quan, nhưng mà chúng ta vẫn phải cân bằng dựa trên yếu tố là thẩm mỹ của kiến trúc nữa, chứ không phải là cứ cái màu hộp của mình thì mình sơn cả căn nhà cái màu đó thì đó là không hợp lý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái mệnh tiếp theo, đó chính là mệnh thủy. Vậy thì đối với gia chủ của tuổi thuộc mệnh thủy, chúng ta nên sơn nhà như thế nào? Sơn trang trí màu xanh dương hợp với phong thủy của gia chủ mệnh thủy. Màu sơn nên chọn là kim sinh thủy, do đó các tông màu tượng trưng cho mệnh kim như là trắng, vàng, bạc, ánh kim và các tông màu tượng trưng cho mệnh thủy như xanh dương, đen đều những cách chọn màu sơn nhà mang nhiều tài vận đến với gia chủ mệnh thủy. Màu sơn nên tránh là gia chủ mệnh thủy tuyệt đối không nên chọn các màu sơn như vàng đất, nâu, bởi những màu này tượng trưng cho mệnh thổ. Thổ khắc thủy, những màu sắc này mang đến điều không may cho gia đình. Và ngoài ra thì nếu như quý vị để ý đi, thì ví dụ cái tông màu hãy nói nó hợp lý là màu đen chẳng hạn, thì màu đen chúng ta cũng rất ít gặp một căn nhà nào mà sơn hoàn toàn là màu đen đúng không nè. Cho nên là em mới nói đó chính là chúng ta phải dựa trên những cái điều này, tức là những cái yếu tố mà nó hợp với mình, nhưng cũng phải lựa chọn dựa trên tính hợp lý nữa nhé. Cho nên ví dụ với người mệnh thủy thì có thể chúng ta hoàn toàn xem ngôi nhà có màu xanh dương hoặc màu trắng kết hợp với nhau thì rất là hợp với mệnh thủy. Nhưng mà nếu màu đen chúng ta xử lý không khéo thì nó sẽ khiến căn nhà chúng ta trở nên rất là tối tăm và rối rắm. Cho nên là màu đen thì thật sự phải cân nhắc, không phải là nó hợp với mệnh thủy thì chúng ta cứ sử dụng màu đen cho căn nhà của mình đâu. Tiếp theo ta sẽ đến một cái mệnh mà em nghĩ cũng liên quan mật thiết với mệnh thủy, chính là mệnh hỏa. Đối với gia chủ có tuổi thuộc mệnh hỏa thì màu sơn nên chọn là người ta nghĩ ngay đến màu đỏ. Thế nhưng màu đỏ dường như hơi khó để sơn phủ hết nhà. Đừng lo, có rất nhiều cách để màu sơn nhà gia chủ mệnh hỏa ngoài màu đỏ. Đó chính là mộc sinh hỏa. Do đó quý vị có thể chọn những màu tượng trưng cho mệnh mộc như là xanh lá, xanh lục để làm sơn nhà cho gia chủ mệnh hỏa. Quý vị có thể sử dụng màu đỏ, hồng, tím tượng trưng cho gia chủ mệnh hỏa để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Tức là đương nhiên nếu cả ngôi nhà mà chúng ta một màu đỏ thôi thì nó quá là cảm giác là nó quá chói đúng không nè, cũng rất là khó để mà chúng ta cảm giác nó đẹp được. Cho nên là quý vị nên kết hợp thêm những cái tông màu khác như là Nhật An vừa chia sẻ nhé. Và đương nhiên đã có màu hợp thì cũng có những màu sắc nên tránh. Thì màu thủy khắc hỏa, nên nếu quý vị đang tìm cách chọn màu sơn nhà cho mệnh hỏa thì tuyệt đối bỏ qua những màu như xanh dương và xanh đen nhé. Và cuối cùng đó chính là một cái mệnh mà em nghĩ cũng khá là được quan tâm, đó chính là đối với gia chủ có tuổi thuộc mệnh thổ. Quý vị nên chọn sơn trang trí như màu tím, hồng, cam, nâu đất cho ngôi nhà của gia chủ mệnh thổ. Bởi vì hỏa sinh thổ nên chọn màu sơn nhà mệnh thổ tốt nhất là những màu như em vừa nói nhé. Và đừng lo lắng khi quý vị thấy tông màu nổi như đỏ tím hay khó, bởi quý vị có thể kết hợp tông màu trầm tượng trưng cho thổ như là vàng đậm, nâu đất để có thể có màu sơn hài hòa nhất. Và đối với những căn nhà do Mắt Hôn thiết kế thì em thấy là một cái tông màu mà rất là được chuộng, đó chính là tông màu nâu cà phê. Màu nâu cà phê thì nó cực kỳ hợp với người mệnh thổ và nó cũng đang rất là thời thượng, rất là gọi là được ưa chuộng trong thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, đương nhiên cũng sẽ có những màu sắc mà gia chủ mệnh thổ nên tránh. Thì mộc khắc thổ, nên quý vị hãy gạch ngay những màu như xanh lá, xanh nõn, xanh lục ra khỏi danh sách các màu sơn nhà của gia chủ mệnh thổ. Cách chọn màu sơn phù hợp với gia chủ khá đơn giản. Tuy nhiên, phù hợp nhất vẫn là có sự hài hòa giữa yếu tố phong thủy và yếu tố thẩm mỹ nhé. Còn bây giờ, để có cái nhìn trực quan hơn, Nhật An sẽ review trực tiếp hai căn nhà do Mắt Hôn thiết kế để quý vị xem là hai căn nhà này sẽ thuộc gọi là hợp với gia chủ mệnh nào nhé. Đầu tiên đó chính là mẫu nhà của anh Cường ở Củ Chi. Thì với căn nhà anh Cường ở đây đeo căn nhà 3 tầng mái Nhật với thiết kế hiện đại. Quý vị có thể thấy là bao trùm căn nhà này từ phần mái đến những cái phần gọi là sơn dạ đá thì đây chính là màu xanh dương. Còn lại thì màu sơn trắng cũng được tận dụng rất là nhiều. Vậy thì màu xanh dương, màu trắng khi An nói hai màu này thì quý vị có đoán được là căn nhà này hợp với gia chủ mệnh nào chưa ạ? Rất là dễ dàng đúng không nào? Đó chính là mệnh thủy. Quả thật thì với căn nhà rất là đồ sộ và đẹp như nhà anh Cường ở đây thì gia chủ mệnh thủy sẽ cực kỳ hợp lý, bởi vì cái màu xanh dương là màu tượng trưng cho thủy rồi, còn màu trắng sẽ tượng trưng cho mệnh kim, mà kim sinh thủy, do đó là với mẫu nhà này thì rất là hợp với gia chủ mệnh thủy quý vị nhé. Tiếp theo thì em sẽ mời quý vị đến căn nhà của anh Hoàng ở Đồng Nai. Với căn nhà anh Hoàng thì màu sắc nó lại rất là khác biệt so với căn nhà trước. Quý vị sẽ thấy từ phần mái ra phần nước sơn cũng như là những cái vật liệu khác, chúng ta sẽ thấy có tông màu, đó chính là màu nâu cà phê, kết hợp vào đó chính là màu nâu nhạt, màu vàng nhạt nữa. Cái tông màu nâu cà phê thì nó rất rõ ràng đúng không nào? Nâu thì tượng trưng cho đất, cho nên là nó cực kỳ hợp với những gia chủ mệnh thổ. Với một gia đình mệnh thổ thì lựa chọn màu này là hợp lý. Ngoài ra thì thổ còn sinh gì ạ? Thổ còn sinh kim, cho nên là với ngôi nhà này thì cũng rất hợp với gia chủ mệnh kim luôn. Bởi vì màu nâu là tượng trưng thổ, thổ sinh kim nè. Và chưa kể ta cũng thấy có những cái màu vàng sáng, màu trắng, màu kem, thì đây cũng là màu tượng trưng cho mệnh kim. Cho nên là với ngôi nhà này thì bên cạnh mệnh thổ cũng cực kỳ hợp với gia chủ mệnh kim quý vị nhé. Vậy là Nhật An vừa chia sẻ quý vị về những thông tin liên quan đến vấn đề sơn nhà theo phong thủy để rước tài lộc. Hy vọng rằng đây những thông tin bổ ích cho quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắt Hôn nhé. Và đừng quên hãy nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.